Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bây giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hà sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm nom, ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm cho như thế cho một chục trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nghiền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, và mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm nom. Bây giờ những người ấy cũng thưa lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất ở đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Công đoàn phục vụ thân mến, cứ hàng năm có mấy dịp dòng tưởng nhớ đến những ân nhân, thân nhân, cha mẹ, những người thân yêu chúng ta cũng là những ân nhân, những thân nhân của dòng. Mà nói một cách đặc biệt, tất cả mọi người đều là ân nhân của dòng, cách này cách khác. Họ không giúp được bằng của cải thì họ cũng giúp bằng sức lao động hoặc bằng lời cầu nguyện. Vì vậy trong cuộc đời của tất cả mọi người đều có một mối liên kết với nhau, hỗ tương cho nhau. Vì vậy chúng ta không thể nói rằng những người chúng ta không quen biết mà chúng ta thờ ơ, chúng ta không quan tâm. Vì Chúa vẫn mời gọi mỗi người chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta, mà cầu nguyện cho cả thế giới, cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng ta, và cầu nguyện cho địa phương nơi chúng ta ở. Và có cái gợi lòng cầu nguyện đó, chúng ta hướng tới những người anh chị em chúng ta theo ý nguyện chúng ta cầu nguyện. Và những người như vậy cũng cần nhờ đến lời cầu nguyện của tất cả mọi người.
Như chúng ta thấy hàng ngày những người hành hương tiến về đền Thánh Martino, họ được nghe nơi cha Giuse Thanh được an nghỉ ở phần mộ của Tịnh Dòng, và họ tới để cầu nguyện, để cầu xin, và chính cha Thanh được đẹp lòng Chúa, cha đã chuyển cầu lên Thiên Chúa để Thiên Chúa ban cho những người đó đã xin những ơn họ cần thiết được đẹp lòng Chúa. Vậy chính cha Thanh cũng đang nhờ lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, để rồi Ngài nếu còn thiếu sót hay còn vướng mắc những gì sẽ được Chúa tha thứ và Chúa đón nhận Ngài. Vì thế chúng ta cũng hiểu rằng tất cả mọi người đều nhờ lời cầu nguyện của nhau. Thì chúng ta thấy các cha ở tu viện Martino này không phải chỉ ở nơi bản thân các cha, các thầy, nhưng còn là lời cầu nguyện và sự trợ giúp của tất cả mọi người chúng ta, không phải ở những người chung quanh mà kể cả những người ở nơi xa. Họ tới, họ cầu nguyện, không phải chỉ cầu nguyện cho ý riêng của họ, nhưng họ cũng cầu nguyện cho tất cả các cha, các thầy luôn có được sự bình an và luôn được thực hiện theo lòng Chúa mong muốn. Vì thế chúng ta thấy trong bài đọc tin mừng hôm nay, ông vua đứng trước dân chúng đã phân biệt người bên phải, người bên trái. Thế rồi ông đã phán rằng hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy vào thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho ngươi. Và những người nào được thừa hưởng cái điều đó là những người khi còn sống họ đã sống tốt đẹp, luôn luôn hướng lòng về Chúa, luôn luôn nhớ đến những người thân yêu, những người anh chị em, để họ giúp đỡ, để cầu nguyện. Và đồng thời đôi khi họ còn thực tế đến với người đó để giúp đỡ, chăm sóc khi họ cần thiết. Còn những người nào là những người đã phải vào lửa đời đời để phải chịu cực hình muôn kiếp, vì những người đó họ chỉ sống cho chính bản thân họ mà thôi. Họ không nghĩ đến người anh em, đôi khi chính cả trong gia đình họ hàng họ cũng thờ ơ nữa. Như ngày hôm nay chúng ta đã thấy trên báo mạng điện tử cũng như báo ra hàng ngày có rất nhiều những thông tin nói về cái tình yêu thương giữa con người với con người, cũng chỉ vì những của cải vật chất mà họ quên đi tình yêu thương đó. Đôi lúc họ đâm chém, họ giết nhau, để rồi phải chịu khổ cảnh lao tù. Vậy hỏi rằng những con người đó có phải chấp nhận cái cực hình đó hay không? Cũng chỉ vì họ đi vào con đường lầm lạc. Nhưng nếu những người thân yêu, những người quen biết đến để thăm hỏi một cách nào đó, động viên, thì chắc hẳn họ sẽ có suy nghĩ. Vì trong lúc lao tù, trong lúc đói kém hay lúc bệnh tật mà có được người thân quen tới thăm hỏi, nâng đỡ, họ cảm thấy có một sức sống và có một động lực, để rồi từ đó họ sẽ phải biết sống như thế nào. Vì thế ngày hôm nay tin mừng cũng đang nhắc nhở lại cho mỗi người chúng ta, để chúng ta nhìn lại chính cuộc sống của mỗi người chúng ta, để xem chúng ta đã sống như thế nào và đã thực hiện những điều gì khi chúng ta nghe lời Thiên Chúa qua từng thánh lễ, qua từng giờ kinh cầu nguyện hàng ngày. Nếu những ai còn cảm thấy thờ ơ, còn chưa quan tâm tới nhau, thì chúng ta hãy nhìn lại chính bản thân của mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng, và Ngài luôn luôn gìn giữ, chăm sóc khi chúng ta gặp những thử thách gian nan. Nhưng cái điều quan trọng ở nơi mỗi người chúng ta có nhận ra được điều đó hay không, để chúng ta tiếp tục sống và thực hiện những điều Thiên Chúa mong muốn. Vậy qua ngày hôm nay dòng dỗ ân nhân thân nhân
cũng là điều nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng có những thân nhân, ân nhân cần phải có lời cầu nguyện để họ cũng được giải thoát, để họ cũng có được những niềm vui để tiếp tục sống. Và những người mất rồi thì cũng mau chóng được hưởng cái tôn nhan mà Thiên Chúa dành cho họ. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện, để rồi mỗi ngày lời cầu nguyện của chúng ta cũng được hữu hiệu để được Chúa đón nhận, và đồng thời đón rước những người chúng ta mong muốn được hiện kiến tôn nhan Chúa. Amen.